안녕하세요. 무도환입니다. 네, 안녕하세요. 만나서 반가워요. 우도환 là nam diễn viên được mệnh danh là quái vật màn ảnh nhỏ xứ Hàn, bởi từ khi mới vào nghề, anh không ngừng khẳng định tài năng của mình thông qua nhiều thể loại phim. Ngoài diễn xuất, Uroan còn được khen ngợi là có nét đẹp lạ rất thu hút. Nào hãy cùng soi chóa tìm hiểu thông tin về anh chàng này nhé. Let's go! Uroan là tên thật của anh. Sinh ngày 12 tháng 7 1992, thuộc cung cự giải, sở hữu chiều cao 1m8 với khuôn mặt góc cạnh cùng đường nét nam tính. Thay mắt một mí của nam tài tử được coi là điểm thu hút tuyệt đối với phái nữ. Uroan tốt nghiệp chính quy từ chuyên ngành diễn xuất và phim điện ảnh của Đại học Bangkok. Được biết, Bangkok nằm trong top những ngôi trường lý tưởng của giới học sinh, sinh viên xứ Kim Chi. Sau phần thông tin cá nhân thì bây giờ chúng ta sẽ lướt qua 10 bộ phim mà Uroan đã tham gia nhé. Ở vị trí thứ nhất là bộ phim Drama World. Thật ra, Uroan không nổi tiếng sau một đêm. Trước khi thật sự tỏa sáng, anh cũng đã lăn lộn trên màn ảnh nhỏ với những vai siêu phụ. Và đây là một trong những vai siêu phụ nhưng có tên của anh. Anh vào vai Seung-woo, bộ phim xoay quanh cô bé ngoại quốc, siêu mê phim Hàn và vô tình được xuyên không vào bộ phim mình yêu thích. Và sau đó, cô đã tìm cách thay đổi kết phim thành happy ending. Well, the world end. Ở vị trí thứ hai là bộ phim Ông Trùm. Sở hữu nền tảng vững chắc, nam diễn viên lập tức gây ấn tượng với vai diễn nhỏ trong phim điện ảnh Ông Trùm vào năm 2016. Trong phim, Uroan vào vai một anh chàng với chiếc mũ bóng dài đỏ ngực, thậm chí còn không được ghi chú tên gọi. Một nhân vật phụ như thế lại giúp anh được đề cử diễn viên mới xuất sắc tại giải thưởng Busan danh giá, đủ thế nam diễn viên trẻ thực sự có năng lực triển vọng. Ở vị trí thứ ba là bộ phim Người Lạ Ngọt Ngào. Ở vị trí thứ tư là bộ phim Lời Cầu Cứu. Uroan có bước chuyển biến quan trọng trong sự nghiệp nhờ vai diễn cậu học sinh Suk Dong Chun. Bộ phim xoay quanh câu chuyện nhóm bạn 4 người cố gắng cứu một người bạn cũ khác khỏi nanh vuốt của một hội giáo bất chính. Nhân vật Dong Chun của Uroan đã lớn lên với một tuổi thơ thiếu thốn và còn từng bị án tù 3 năm nên có xu hướng nổi loạn. Tuy nhiên, về bản chất, anh vẫn là người hướng thiện. Vai diễn này đã gây ấn tượng mạnh thời điểm phim phát sóng và giúp Uroan thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, đồng thời giúp anh được đề cử diễn viên mới xuất sắc ở hạng mục truyền hình tại Busan năm đó. Ở vị trí thứ 5 là bộ phim Chó Điên. Cửa thắng xông lên, Uroan tiếp tục ghi dấu ấn với bộ phim này. Một phim có đề tài điều tra những vụ án liên quan đến bảo hiểm. Uroan khiến khán giả đi từ ngạc nhiên đến thích thú với màn hóa thân thành nhân vật Kim Min Jong, một cựu lừa đảo siêu hạng, vô cùng thông minh, vô cùng xảo trá mà cũng không kém phần hài hước. Tương tác của anh cùng nữ diễn viên Ru Ha Jong cũng khiến không ít khán giả đẩy thuyền nhiệt liệt. Cũng với vai diễn này, năng lực diễn xuất linh hoạt của nam diễn viên được công nhận với các đề cử khác nhau ở nhiều giải thưởng và vẻ đẹp lạ của anh đồng thời lọt vào mắt xanh của nhiều khán giả truyền hình. Ở vị trí thứ 6 là bộ phim Trò Chơi Tình Yêu.
Năm 2018, Woo Do-won đảm nhận vai Won Si-hun, người thừa kế của một tập đoàn giàu có, kẻ đã trót năm đầu vào một trò cược ái tình có phần điên rồ, dẫn đến nhiều hệ lụy về sau. Tuy bộ phim không phải là một tác phẩm thành công, Woo Do-won cũng thu hút thêm được không ít người hâm mộ từ tác phẩm này nhờ hình tượng điển trai, giàu có, lại quyến rũ, khác hẳn với các vai diễn trước. Ở vị trí thứ 7 là bộ phim Quê hương ta, thời đại mới. Phim lấy bối cảnh cuộc chuyển giao triều đại từ Goryeo sang Joseon là một tác phẩm cổ trang mới đúng nghĩa, hùng hàn, gợi lại cho khán giả cảm giác khi theo dõi những phim cổ trang hàng đình đám trước đây. Mở đầu là một cuộc chiến tàn khốc giữa hai người bạn tri kỷ, từng là cặp bài cùng thân thiết nhất. Seo-hee là con trai của chiến sĩ giỏi nhất Kali, người đã bị buộc tội oan và phải tự sát khi anh còn nhỏ. Ngược lại, Sung-ho là con ngòi giá thú của một đại quan. Bất chấp khác biệt hoàn cảnh, hai người là cặp bạn thủ thân thiết nhất, cũng đồng thời là hai người trẻ giỏi võ nhất trong cả kinh thành. Woo Do-won khiến người ta vừa giận vừa thương. Một nam Seo-ho bị giằng xé giữa tình bạn và khát khao chứng tỏ bản thân. Quan trọng hơn cả là tương tác của hai diễn viên rất tốt, khiến ai nấy nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Cơ sở này là đào lòng cho một tình bạn quá quý giá và đáng trân trọng. Ở vị trí thứ 8 là bộ phim Sứ giả của Chúa. Do-won hóa thành quỷ dữ trong bom tấn này. Bộ phim kể về Yong-ho, một nhà vô địch võ thuật, người có được sức mạnh thần thánh để chiến đấu với những thế lực tà ác ma quỷ. Sau một thời thơ ấu bi thảm liên quan đến cái chết của cha mẹ, Yong-ho nổi giận với các thánh thần, nhưng thay vì quay lưng lại và trở thành ác ma, Yong-ho sử dụng sự tức giận này để trở thành một võ sĩ MMA. Linh Mục Anh, một người trừ quỷ, nhìn thấy tiềm năng ở Yong-ho sau khi anh ấy đánh bại một con quỷ, rồi cả hai hợp tác với nhau để tìm diệt những con quỷ tà ác ở Hàn Quốc. Quân vương bất diệt. Bộ phim khai thác đề tài thế giới song song, nhiều tình tiết mới lạ, kịch tính nhưng cũng không kém phần hài hước. Do-won thủ hai vai ở hai thế giới song trùng là cận vệ Jo-yong ở đế chế Hàn Quốc và Un Sak-mo ở Hàn Quốc hiện đại. Với vẻ đẹp sắc sảo và diễn xuất linh hoạt, Woo Do-won hóa thân thành công và chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Woo Do-won có tài lại không ngại thử thách, mong rằng anh sẽ là thế hệ diễn viên hàng A trong tương lai. Bạn cảm nắng Do-won nhà ta qua bộ phim nào? Nhớ để lại comment nha. Còn thích video thì đừng quên nhấn like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Subscribe kênh Sao Châu Á để học chuyện nhanh nhất nha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Bye bye.